Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Sau khi hoàn thành video những sự thật thú vị về hệ giác đấu thì bọn mình chợt nhận ra rằng thế hệ thứ 9 đã giới thiệu đến người chơi kha khá Pokemon hệ giác đấu mới với sức mạnh không hề tệ. Vì vậy mà bọn mình đã quyết định làm video này với nội dung là xếp hạng tất cả các Pokemon hệ giác đấu mới được giới thiệu ở vùng đất Paldea và Kitakami trong Pokemon Scarlet và Violet. Lưu ý là bọn mình sẽ xếp hạng theo tier từ D tới S và video sẽ có một số ý kiến mang tính cá nhân của bọn mình. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Pawmot là Pika Clone được xây dựng khá tốt khi vừa có tận 3 cấp tiến hóa cùng khả năng chiến đấu ở mức chấp nhận được. Attack 115, Speed 105, Ability Iron Fist giúp tăng sức mạnh cho những chiêu thức như Ice Punch để chống lại bọn hệ rồng, Thunder Punch để tiêu diệt bọn hệ bay và Match Punch stab hệ giác đấu có độ ưu tiên. Bên cạnh đó còn là một số chiêu thức quấy rối như Fake Out hay Nuzzle. Đáng kể đến là thú vũ khí tối thượng độc quyền cực kỳ mạnh là Double Shock. Lưu ý là sau khi sử dụng chiêu thức này thì Pawmot sẽ bị mất đi hệ điện và không thể khai triển thêm nữa khi chưa khôi phục lại được hệ này. Và cuối cùng, Pawmot có Revival Blessing để hồi sinh cho đồng đội, tạo tiền đề cho những màn lội ngược dòng vô cùng đáng nhớ. Một Pokemon cực kỳ đa năng đúng không nào? Nhưng tất nhiên là với bộ chỉ số chỉ ở mức khá tốt thì Pawmot cũng vẫn chưa phải cái tên tốt nhất trong những việc mà nó có thể làm. Từ tấn công, quấy rối đến hỗ trợ, ngay ở những Pokemon mà bọn mình sẽ đề cập sau đây thôi cũng sẽ có thể làm tốt hơn Pawmot rất nhiều. Thậm chí, nếu bạn là người thích song hệ điện và giác đấu thì vẫn còn đó một Pokemon nữa hoàn toàn vượt trội hơn Pawmot. Vì vậy mà dù khá tốt nhưng rất tiếc cho Pika Clone của Gen 9 chỉ có thể đứng ở Tier D mà thôi. Nhìn vậy thôi chứ Slither Wing lại là một Pokemon to lớn với cơ bắp cực kỳ phát triển. Vì vậy mà Pokemon nghịch lý này sở hữu Attack lên đến 135 điểm nhưng tốc độ chỉ dừng lại ở 85. Với Ability Photosynthesis có thể dễ dàng được kích hoạt bởi thời tiết hoặc Booster Energy để giúp tăng 30% công vật lý thì chú sâu cục mịch này có thể một đấm chết luôn nhiều tay to mặt lớn bằng Close Combat, Flapless hoặc thậm chí là U-Turn. Dù vậy, có khá nhiều cách để khắc chế Slither Wing như rải đinh rải đá để Pokemon này không thể U-turn được nhiều lần trừ khi nó có mang giày. Song hệ côn trùng và giác đấu cũng khiến Pokemon nghịch lý này bị khắc chế bởi khá nhiều hệ thông dụng, trong đó có hệ bay gây x4 sát thương. Và đáng nói nhất là món vũ khí được xem là lợi hại nhất của Slither Wing là First Impression, vừa mạnh vừa kết hợp tốt với U-turn nhằm giảm bớt điểm yếu tốc độ, cũng có thể dễ dàng bị ngăn cản với chỉ một pha Protect từ đối thủ vì nó quá dễ đoán. Quả thật, Slither Wing mạnh nhưng không mang lại cảm giác an toàn khi sử dụng và có đó nhiều cái tên khác có thể thay thế vị trí tấn công của Pokemon này. Vì vậy mà Tier C cho chú sâu đến từ quá khứ. Flamigo có thể nói là một trò đùa của nhà sản xuất khi Pokemon này sở hữu thiết kế không khác gì loài chim hồng hạc ngoài đời thật. Đến cả cái tên của nó là Flamigo cũng chỉ là Flamingo bỏ chữ N đi là xong. Công việc thiết kế chưa bao giờ đơn giản đến thế. Không chỉ vậy, Flamigo còn đơn giản đến cả trong khả năng chiến đấu. Sức mạnh của con hồng hạc này gói gọn trong ability độc quyền của nó là Cold Stare với hiệu ứng giúp nó vừa ra sân là liền copy các bậc tăng giảm chỉ số của đồng đội đứng bên cạnh. Từ đó mà trong thời gian đầu của thế hệ thứ 9, Flamigo đã tung hoành khắp nơi nhờ có Dondozo và Tatsugiri. Vì khi miếng sushi đã nằm trong miệng cá trê thì hồng hạc có thể nhảy ra để hưởng ké các chỉ số được tăng. Với Attack 115 và Speed 90 căn bản được tăng từ 1 đến 2 bậc thì Flamigo có thể dễ dàng dọn dẹp mọi đối thủ với Close Combat và Prey Bird. Ngay cả khi hồng hạc quyết định tách đàn để đi đấu solo 1-1 thì với công vật lý và tốc độ căn bản được xem là cạnh tranh, cộng thêm Ability Scrappy rồi đeo Choice Corp thì Flamigo cũng là một cái tên rất đáng gờm. Nó còn có Roots để tự phục hồi nữa nhé. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà OTP Dondozo và Tatsugiri không còn xuất hiện thường xuyên như trước thì sức mạnh của Flamigo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các đồng đội khác có mạo hiểm cả tính mạng để set up với Short Dance, Dragon Dance, Book Cup hay hy sinh nửa cây máu để Belly Drum thì cũng không thể nào so sánh với các bậc tăng mà cá chê và sushi mang lại cho Flamigo. Tốc 90 tăng một bậc thì vẫn thua Flutterman chưa kích ability. Chưa kể với việc siêu mỏng cánh thì Raging Bolt cũng là một thế lực sẵn sàng bắn rơi Flamigo. Mọi người mà mang con hồng hạc này đi chiến đấu ở thời điểm này thì sớm muộn gì nó cũng sẽ nằm trong sách đỏ mà thôi. Vì vậy mà Tier B cho quá khứ hào hùng của hồng hạc. Bước sang vùng đất Paldea, chúng ta đã được biết đến hình dạng mới của Tauros. Tuy nhiên, không chỉ một, ở vùng đất mới này, Tauros có đến tận 3 hình dạng khác nhau. Dù vậy, 3 con Paldean Tauros lại chia sẻ chung một bộ chỉ số và có các ability giống nhau. Từ đó mà dễ hiểu vì sao hình dạng Combat Breed bị đánh giá thấp nhất, vì nó chỉ mang đơn hệ giác đấu nên không thể tấn công đa dạng bằng hai hình dạng kia được. Không cần phân tích, bọn mình cho Pawmot Tauros hình dạng Combat Breed đứng ở Tier D luôn. Với Attack 110, Speed cho 100 và chiêu thức độc quyền Raging Bull với sức mạnh 90 và còn luôn phá hủy các màn chắn Light Screen Reflect trước khi gây đam, thì quả thật Tauros vùng Paldea đúng nghĩa là những con bò điên cứ thế đâm thẳng xuyên thủng mọi đối thủ. Với Ability Intimidate cộng thêm Defense 105 thì tụi này cũng có thể chậm lại một chút để set up với Book Cup giúp tăng đam, hoặc dùng Trailblaze để tăng Speed thì những đấu sĩ đấu bò chuyên nghiệp nhất cũng chẳng dám đương đầu với tụi này. Và như thể để thể hiện rõ hơn máu điên của đám bò lưu manh và côn đồ này, nhà sản xuất còn tặng thêm cho chúng Ability Anger Point để một khi nhận sát thương chí mạng, kích hoạt nội tại, công vật lý của Tauros sẽ tăng max chỉ số. Trainer có thể dễ dàng kích hoạt Anger Point cho Tauros bằng cách mang một đồng đội có Force Breath rồi tấn công nhẹ vào con bò là nó sẽ trở thành một con bò điên ngay. Vấn đề bây giờ là giữa hình dạng Blaze và Aqua, thì hình dạng nào của Tauros vùng Paldea được đánh giá cao hơn? Có thể thấy, Tauros Aqua Breed với song hệ giác đấu và nước hiện đang bị trùng hoàn toàn với hùng sư phụ Rapid Strike, cực kỳ meta, nên tất nhiên Tauros nước khó lòng mà được chọn trong các đội hình. Vì vậy mà Tauros Aqua sẽ đứng ở Tier B. Tauros Blaze Breed có khá nhiều lợi thế khi mang hệ lửa nên sẽ không sợ bỏng làm cắt nửa sức mạnh. Thêm nữa là cũng lại chính sự meta của hùng sư phụ với các chiêu thức luôn gây sát thương chí mạng nên Anger Point Tauros cũng có khá nhiều cơ hội để tăng max chỉ số tấn công. Vì vậy mà Tauros lửa là một Pokemon không hề tệ và khá thú vị để lâu lâu các trainer có thể đổi gió. Bọn mình sẽ cho Tauros Blaze sẽ đứng ở Tier B. Bộ chỉ số của Okidogi có nhiều nét tương đồng với của Slither Wing khi chú chó này cũng có khả năng tấn công vật lý tốt nhưng tốc độ thì hơi tù. Tuy nhiên, điểm cộng của Pokemon huyền thoại này là sở hữu Ability Goldog giúp nó không sợ Intimidate mà ngược lại còn sẽ tăng cho Okidogi một bậc Attack. Với những step như Close Combat, Dram Punch, Gunshot hay Poison Jab thì chính đối thủ của Okidogi mới là người bị đe dọa. Song hệ độc và giác đấu giúp cho Okidogi kháng được khá nhiều hệ và cũng chỉ bị có 3 hệ khắc chế, trong đó có hệ siêu linh gây x4 sát thương. Pokemon huyền thoại này có thể Terra thành hệ bóng tối rồi dùng Crunch để counter lại hệ khắc tinh. Nhưng vẫn phải quay lại vấn đề quan trọng là với tốc độ lưng chừng thì liệu sẽ giúp Okidogi đấm được bao nhiêu đối thủ trước khi bị đối thủ khai thác vào HP 88 và Special Def 86. Vì vậy mà dù sở hữu một ability nữa cũng được đánh giá cao là Toxic Gen, nhưng Okidogi gần như không thể phát huy được nội tại này. Thôi thì vẫn là đánh giá mà bọn mình từng nói trước đây, công bằng thì Okidogi không yếu, chỉ là nó xuất hiện không đúng thời điểm. Thôi thì tạm cho nó Tier A trong danh sách này. Là Pokemon khởi đầu hệ nước đầu tiên có sự kết hợp với hệ giác đấu, nên Dancer vịt này thật sự rất máu chiến. Nó máu chiến từ nội tại Moxie giúp cho Attack 120 dễ dàng tăng một bậc sau mỗi lần Quaquaval trực tiếp đánh bại một đối thủ. Và dù cho chỉ có tốc độ căn bản 85, nhưng với mỗi lần khai triển chiêu thức độc quyền Aqua Step thì nó lại trở nên nhanh hơn 50% so với ban đầu. Vì vậy mà trong video xếp hạng các Pokemon khởi đầu hệ nước, bọn mình có nói rằng đối thủ mà lơ là con vịt này trong 1-2 lượt thôi thì sức mạnh của nó có thể trở nên mạnh một cách mất kiểm soát. Và cũng vì phải trải qua một hai lượt thì Quaquaval mới thật sự trở nên mạnh mẽ, nên đồng đội phải bảo kê rất tốt cho Pokemon này. Nếu xui xẻo qua vài lượt mà vẫn chưa thể mạnh lên thì quả thật trận đấu xem như bỏ với Dancer này. Chưa kể là hiện nay, những thế lực có thể gây sát thương tức thời và tiễn Quaquaval lên bảng ngay lập tức đâu có ích. Vì vậy mà sức mạnh là có, tiềm năng là có, nhưng Quaquaval chỉ có thể dừng lại ở Tier A mà thôi. Là Pokemon đầu tiên và duy nhất tính đến lúc này sở hữu song hệ tiên và giác đấu, nên Iron Valiant thật sự là một cỗ máy chiến đấu đúng nghĩa khi chỉ có hơn 100 Pokemon, tính cả Mega, có thể kháng được sự công kích của song hệ này. Attack 130, Special Attack 120 và Speed 116. Các chỉ số tối quan trọng của một Sweeper vừa cao vừa đồng đều, giúp cho trainer của Iron Valiant có thể xây dựng Paradox Pokemon này theo nhiều cách vô cùng nghịch lý để khiến cho Ability Quark Drive tăng vào chỉ số mong muốn. Muốn chơi theo hướng vật lý cũng được vì có Short Dance, chơi theo đường phép thì cũng có đó Combine, hay tăng thẳng vào đường Speed để vượt tốc phần lớn các đối thủ rồi càng quét cả hai đường bằng Close Combat, Moon Blast hay thậm chí là Expanding Force nếu sàn đấu siêu linh đang được hoạt động. Nói chung là Iron Valiant dễ chơi, dễ trúng thưởng. Chỉ tiếc là chính việc hai chỉ số tấn công gần như bằng nhau khiến cho Pokemon này hụt hơi so với những top pick mạnh vượt trội ở mặt vật lý hoặc đặc biệt. Cộng thêm điểm trừ là khá mỏng nên bọn mình sẽ để waifu này ở Tier A. Dùng cả thanh xuân để chờ Satoshi, nhưng đến cuối phim thì vẫn chưa thấy nhân vật chính thực hiện lời hứa quay lại đón mình. Thế là Ramek đã quyết định tiến hóa lên một bậc nữa để trở nên mạnh hơn. Từ đó, chúng ta có Annihilape. Giờ đây, với song hệ giác đấu và ma thì chỉ có hai Pokemon duy nhất có thể kháng được stab của con khỉ ma này là Hisuian Zorua và Hisuian Zorok. Đúng vậy, nói thẳng ra là khi thi đấu thì Annihilape chỉ không thể gây sát thương lên Hisuian Zorok bằng stab. Còn lại thì nó sẵn sàng đóng hết tất cả bằng Attack 115. Tuy nhiên, chỉ số nâng tầm Annihilape phải là chỉ số HP 110 khá là trâu. Nhờ đó mà Pokemon này có thể set up với Book Up rồi đứng đó chịu đòn để tăng sức mạnh cho chiêu thức độc quyền Rage Fist. Nếu bạn chưa biết thì cứ mỗi lần Annihilape bị trúng đòn thì Rage Fist sẽ tăng thêm 50 điểm power với tối đa 6 lần tăng, đẩy sức mạnh của chiêu thức này lên đến 350 điểm. Đã vậy, điểm tăng của cú đấm thịnh nộ sẽ không bị reset khi Annihilape rời sân. Cộng thêm Ability Defiant khắc chế hoàn toàn bọn Intimidate thì quả thật Satoshi nên mau chóng đón Ramet về mà luyện lên thành Annihilape đi. Chưa dừng lại ở đó, HP 110 cũng là chỉ số sinh lực cao nhất mà một Pokemon có Final Gambit sở hữu. Điều này giúp cho Annihilape trở thành cái tên phát huy chiêu thức cảm tử một đổi một này tốt nhất. Kiểu sẵn có hệ ma rồi nên anh đây cũng chẳng sợ chết. Điểm cộng cuối cùng của Annihilape là Pokemon này rất hữu ích trong các trận đánh Raid. Chắc đây cũng là chiến thần đi Raid của rất nhiều anh em ở đây đúng không nào? Vì vậy mà Pokemon khỉ ma này rất xứng đáng đứng ở Tier S. Voi bản đôn ngày nay sở hữu giọng hát nội lực với bài hit khóa ly biệt, thì voi bản đôn thời tiền sử Great Tusk lại khiến đối thủ ly biệt với sức mạnh cũng nội lực không kém. Attack 131 còn có thể được tăng thêm nhờ Ability Photosynthesis thì đúng là sức mạnh đã khủng lại còn khủng hơn. Nếu cảm thấy quá dư khoảng trống để set up, vì dù sao Defense của con ngà lớn này cũng lên đến 131 điểm thì nó có cả bút cấp để tăng các chỉ số vật lý, hoặc là sử dụng Rabbit Spin để vừa phá bẫy trên sân, vừa cải thiện tốc độ chỉ có 87 điểm. Xong xuôi rồi thì những Headlong Rush, Earthquake, Close Combat, Ice Spinner, Knock Off sẽ là những món vũ khí chết chóc mà Great Tusk có thể sử dụng để dọn dẹp sạch team đối thủ. Tuy nhiên, với thủ đặc biệt chỉ có 53 điểm thì các cụ voi bản đôn cũng sẽ khá rén trong một số trường hợp. Chia sẻ thêm từ bản viết kịch bản này là Great Tusk có thể sở hữu được từ rất sớm ở giai đoạn đầu game Pokemon Scarlet, nên đây có thể là nhân tố gánh team cực mạnh giúp cho hành trình trở thành nhà vô địch của vùng đất Paldea sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một điểm cộng nữa để củng cố vị thế ở TS của Great Tusk. Từ khi được giới thiệu, vị trí của bàn tay sắt trong top đầu các Pokemon mạnh nhất chưa bao giờ bị lung lay. Vừa trâu bò với HP 154, vừa thủ tốt với Defense 108 và Special Defense 68, có thể mang ở sâu vest để cải thiện vì Attack vốn đã là 140 thì Iron Hands cũng chẳng cần phải setup. Thậm chí là chấp luôn đặc tính Quaquaval thì đây vẫn là cái tên có những cú vả phết cao thốn nhất hiện nay. Chuyện Iron Hands nhẹ nhàng nựng má đối thủ nhưng vẫn lấy đi từ 1/3 hay nửa cây máu là chuyện quá bình thường. Đến cả con Speed 50 cũng có thể xem là lợi thế cho Pokemon nghịch lý này, vì khi đi sau thì nó sẽ có thể dùng Drain Punch để hút lại HP nếu bị tấn công trước đó. Không thì đưa bàn tay sắt vào chiến đấu trong Trick Room cũng không phải là một ý tưởng tồi. Close Combat, Wild Charge, Heavy Slam, Ice Punch là những chiêu thức cũng thường được thấy Iron Hand sử dụng để hành hạ đối thủ. Đôi lúc, Pokemon này còn khiến đối thủ phải ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa khi vỗ trống bụng để tăng max cái chỉ số Attack quái vật kia. Vì có cả Fake Cao và Volt Switch cũng giúp cho Pokemon này còn có thể trở thành một lead khá uy tín. Nói chung là với tất cả những điểm mạnh và gần như không có điểm yếu như vậy, thì Iron Hands rõ ràng là rất xứng đáng đứng ở tier S trong danh sách này. Và tất nhiên rồi, là một trong hai Pokemon huyền thoại tượng trưng cho thế hệ thứ 9, là thủ lĩnh của nhóm Pokemon nghịch lý quá khứ, Koraidon, phải đứng riêng một mình nó ở vị trí cao nhất trong danh sách này. Sở hữu một bộ chỉ số có thể nói là hoàn hảo, từ công, thủ đến cả tốc độ. Cộng thêm ability độc quyền Oracle Compose, nên Koraidon vừa ra sân sẽ ngay lập tức tạo nắng và tăng khoảng 33% chỉ số Attack trong trời nắng, thì dùng xương xương Close Combat, Dragon Claw hay Flapless cũng đủ khiến top phòng thủ của server vô cùng điêu đứng. Bên cạnh đó còn là chiêu thức độc quyền Collision Course với sức mạnh 100 nhưng sẽ tăng thêm khoảng 33% nếu gây sát thương siêu hiệu quả lên mục tiêu. Nói chung là mang hệ đấm nên Koraidon tự tin tuyên bố không sợ ai cả. À, thật ra thì cũng có, vì với song hệ rồng giác đấu nên Pokemon này cũng khá rén với hệ tiên. Nhưng sinh ra trong thời buổi Terra thì Koraidon có thể Terra thành hệ lửa để giảm bớt áp lực bị khắc chế. Vừa không sợ bỏng, vừa được cộng step cho các chiêu thức hệ lửa khi sử dụng dưới nắng. Khả năng tạo nắng của Winged King cũng giúp Pokemon này ra dáng thủ lĩnh hơn khi giúp kích hoạt Ability Photosynthesis của bọn đàn em để chúng không phải cứ ôm khư khư Booster Energy. Sở hữu cả U-turn nên Koraidon hoàn toàn có khả năng nhảy ra nhảy vô tạo trời nắng nếu bị đè thời tiết. Có thể thấy, ngoài việc không có hệ lửa để phát huy triệt để thời tiết mà mình tạo ra, thì Koraidon thật sự nằm trong nhóm những Pokemon hoàn hảo. Vì vậy mà tier S+, hay S++, hay S++, hay bất kỳ một cái tier cao nhất nào đều sẽ là nơi mà vị vua có cánh thuộc về. Và đó là bảng xếp hạng của bọn mình về các Pokemon hệ giác đấu mới được giới thiệu ở thế hệ thứ 9. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về bảng xếp hạng này? Các bạn có ý kiến đóng góp hay có bảng xếp hạng riêng của các bạn? Hãy cho mọi người cùng biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!